Xin kính chào quý cụ, quý ông bà và anh chị em quý vị đang theo dõi chương trình 5 phút với phụng vụ thánh lễ. Con là linh mục Phêrô Phạm Duy Khánh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ở trong chương trình lần trước thì chúng con đó trình bày về việc chữa lành ở nơi bí tích thánh thể. Và trong cái việc chữa lành đó thì uh, có những người hỏi rằng là vậy thì bí tích thánh thể chữa lành ở phương diện thể lý, tâm lý hay là tinh thần của mỗi người trong chúng ta thì để trả lời cho câu hỏi này thì xin quý ông bà và anh chị em chúng ta cũng ý thức rằng là theo cái nhìn của Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Thessalonica chương 5 câu 23 thì mỗi người trong chúng ta mỗi một con người được cấu tạo bởi ba thành phần chính yếu sau đây. Thứ nhất, đó là thần khí, đó là cái tinh thần, thần khí tinh thần. Cái thứ hai là linh hồn và cái thứ ba là thể xác Đó cái diện mạo bên ngoài thể xác cũng chúng ta máu huyết rồi thịt rồi các kiểu trong cơ thể của chúng ta tinh thần và linh hồn cũng như thể xác và có những cái bằng chứng cho thấy ngay như thánh ở uh, augustino ngài cũng đã người ngài cũng đã khẳng định rằng là có những cái lúc đó, ở trong quá khứ, trong tác phẩm của ngài trong cái tác phẩm Retraction thì ngài nói rằng là trong quá khứ đã có những cái thời điểm ngài đã từng không tin vào hiệu quả chữa lành của bí tích thánh thể, nói chung trên cả tinh thần, trên cả linh hồn và thể xác. Đó. Nhưng mà giờ thì ngài đã thay đổi cái quan điểm đấy. Và trong cái câu chuyện xảy ra gọi được ghi chép lại tại linh địa lộ đức người ta vẫn uh, được ghi chép lại một cách rõ ràng có một cái chị phụ nữ chị bị bại liệt chị được mang đến hang đá lộ đức chị nằm ở trên cái cáng nằm ở trên cái cáng và lúc bấy giờ cái tinh thần cái cái thể xác của ta chị ta là bại liệt là rõ ràng rồi đó rồi cái tinh thần của chị ta thì chị ta rất là đau um, có nghĩa là nó u buồn rất là trầm trọng không còn cái năng lực không còn mong ước gì sống nữa từ cái thể xác và cái tinh thần nó xuống như thế thì cái linh hồn của chị ta chị ta cũng không còn gọi là um, tin vào chúa mẹ gì hết bởi vì một cái người bại liệt nằm trên cáng khi mà nhìn thấy bao nhiêu người khác họ đi đi lại lại họ làm những cái điều họ muốn còn mình thì nằm đây ở trên cái cáng này và câu chuyện kể tiếp rằng chị đã nằm đó khi mà đoàn rước thánh thể đi ngang qua trước mặt chị tại linh địa lộ đức và quý vị à, không thể tưởng tượng rằng là khi mà cái bóng thánh thể đi ngang qua trước mặt chị chị đã lãnh nhận được một phép lạ phép lạ bởi sự chữa lành ở nơi bí tích thánh thể và ngay sau đó chị đã hồi phục chị đã đứng dậy đi lại được đi lại được và trong những cái ghi chép tại linh địa độ đức vẫn còn viết lại cái câu chuyện của chị và như vậy chúng ta thấy rằng là bí tích thánh thể đã chữa lành chị ta không những là thể xác mà mang lại cho chị ta một cái tinh thần mới và chữa lành luôn cả phần linh hồn của chị ta. Và giờ đây chị ta trở thành một chứng nhân về bí tích thánh thể. Về bí tích thánh thể. Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Ngay như trong kinh nghiệm mục vụ của chúng con thôi. Chúng con khi mà chúng con làm những cái chuyện mục vụ cũng vậy. Nhiều người họ đến bảo cha, cha, cha giúp con làm sao cái tâm trí của con nó nặng nề quá. Con chỉ hướng chiều về cái sự tội lỗi này kia. Thì điều khuyên nhủ đầu tiên của con đó chính là hãy đi xưng tội hãy đi tham dự thánh lễ hãy đi rước mình vào máu thánh chúa bởi vì chính các bí tích chứ không phải là ông linh mục này có cái khả năng chữa lành họ về tinh thần về thể xác về vấn đề mà linh hồn nhưng mà chính các bí tích mới là cái phương dược chính yếu giúp cho các hối nhân giúp cho những người đang mắc những cái điều này điều kia trong cuộc sống, họ tìm lại được sự bình an, họ tìm được sự chữa lành. Do đó kính thưa quý ông bà và anh chị em, đừng để mình sống lâu trong tội quá. Hãy đi xưng tội và năng kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ở nơi ấy, quý ông bà và anh chị em sẽ gặp được bình an và sự chữa lành xuất phát từ ân sủng của Bí tích Thánh Thể. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. thân ái chào tạm biệt quý vị.